Chồng mình đâu rồi? Thấy đi chưa? Em chỉ thấy một tấm hình em xinh đẹp ngày còn trẻ. Xem nha. Nhạc nền hay không? Cũng bình thường. Lấy màu vàng đó. Thôi, càng xen kẽ đi em. Thì mình em cứ đó. Em cứ cắt ra từng mình mix đi em. Một tay em đi vàng, một tay đỏ đi. Có nghĩa là vàng với đỏ trộn với nhau. Đúng rồi. Bữa nay chị em mình làm đi chị. Rồi thôi. Em để chị làm cho chồng chị. Cái gì? Cái gì? Bây giờ như nè, nói em nghe. Hồi nãy là tụi anh có thua thiệt. Đúng không? Và có nói là sẽ sơn móng tay, nhưng mà là cho nhân viên sơn. Còn nếu mà tụi em sơn tụi anh á thì một lát rồi anh sơn lại. Tụi em là nhân viên ở đây anh. Không, thôi massage chân đi. Không. Mê. Anh ảnh mê massage chị. Làm gì được như vậy? Bây giờ anh sao? Anh nói rồi, đã vô tới cái chỗ này, việc đầu tiên để mà sơn móng tay móng chân là phải rửa tay rửa chân. Vệ sinh sạch sẽ trước nữa. Bỏ khử trùng thì chứ sao? Rồi em có luôn. Khử trùng. Rửa tay rửa chân. Này thì khử trùng. Khử trùng phải không? Khử này, khử này, khử 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 khử. Khử cả em luôn. Rồi. Vậy là mình cứ ngủ một giấc đi em, xong rồi tự nhiên những móng tay của mình sẽ có màu đỏ mà kim tuyến nữa đẹp. Em làm sao mà hết chai này đi xong rồi em đền lại cái chai cho người ta. Vàng kim tuyến luôn hả? Ôi màu hot trend á anh. Má ơi. Em không hiểu là lát nữa vào đến cửa phòng gym nhân viên có cho mình vô không nữa. Nhưng mà nhân viên tiệm nail này mới cho nên là làm hơi lem nhem nha. Chịu nha. Đi kệ đi. Oh my god, needs. Em bắt đầu thấy mình nữ tính dần rồi đấy anh ơi. Đưa tay còn. Không ra gì luôn á Mai ơi. Em thấy ra gì đấy? Dạ màu luôn. Nhiều khi là sau vụ này là anh với lại Phúc là tìm được giới tính thật luôn á. Thấy kia. Ủa là còn màu đỏ nữa hả? Chứ sao? Đẹp tới vậy. Sao pha cái màu gì mà nó không liên quan đến nhau vậy? Sao giờ đẹp tới vậy? Lát xong cái là anh em mình là hả ca bài thôi. Thay thì ta cứ yêu tạm một người để với nỗi đau. Ủa chị ơi, mình làm nhân viên phục vụ tới vậy thì bo đi chứ. Bo ư? Bó gì? Em muốn bó gì? Ủa? Thì quá à. Em muốn bó gì mới được chứ. Thường là bó gì? Thôi mình tính. Dạ bộ. Thế mình tính. Em tính chứ anh thì không có gì để tính hết rồi. Rồi, anh để nguyên như vậy đi tập gym. Mà tối nay chúng ta hẹn hò thì nhớ để móng tay nha. Bảo trọng nha. Về nguyên si nha. Quá đẹp á. Chị thấy quá hợp. Đi anh, mình đi thôi. Thôi như này đi. Tự nhiên đến mức mà không còn gì để mà không tự nhiên. Nhưng mà anh phục quá đó nha. Có nghĩa là không phải là ai cũng làm được đâu. Bản thân anh bây giờ anh vẫn chưa làm được điều đó. Nói chung là em thấy mình cũng may mắn với cả mình cũng kiên trì ấy. Đôi khi là mình cũng hơi chai mặt nữa. Đấy, thật sự là lúc đầu á là ba vợ em không có ưa em đâu. Vì ba là người cũng làm trong nhà nước á. Nên là ba cũng là một cái người rất là cứng nhắc. Mà nhất là nhưng mà là em cố tình làm gì để cho mọi người thoải mái hay là sao, hay là đó là tính cách của em? Không, thật ra thì là tại vì mình cũng phải nương vào cái tính của ba vợ em nữa, và mọi người trong nhà nữa. Tất cả mình cũng phải làm cho mọi người trong nhà thấy là cái cách sống của mình nó như thế nào. Ba chưa cưới á, ông này cũng kiểu thật sự đào hoa, xong rồi Facebook rồi trên tin nhắn bạn bè rồi này kia. Nhiều khi nói ổng thì không có ý gì, nhưng mà cái cách của ổng hơi thoải mái quá thì kiểu dễ gây cho phụ nữ hiểu lầm á. Vậy thì mình không thích vậy. Xong em thì cũng rõ quan điểm lắm. Nhiều khi em nói em không thích là không thích, đừng làm vậy. Xong cái nhiều khi cũng gây nhau, cũng vì mấy chuyện đó thôi. Thì ghen như vậy. Nhưng mà chị có hay ghen không? Có chứ. Nhưng mà phụ nữ mà thì ai cũng vậy thôi. Mà anh nghiệp thì anh có hay bị
chị cũng anh vô tư lắm, không có ấy gì hết á, nhưng mà vô tư là chị bắn tuyệt liền. Ừ. Nhiều khi là mấy ông này thì vô tư nhưng mà những người khác không nghĩ. Đúng rồi, cho nên là phải quán triệt liền. Nhưng mà chị bầu hai đứa rồi á. Thì trong lúc chị bầu á, nhiều khi chị có bị dễ cảm giác nghi ngờ hay tuổi thân hay không có muốn ra ngoài hay gì không? Em sợ nhất là có bầu mà vợ chồng mình vậy em bị cảm giác. Không, em đừng có suy nghĩ cho mệt. Bởi vì thực ra là khi mà người đàn ông á, thực sự chị nghĩ thôi, đó là mình cũng tìm hiểu này kia, thì đúng là người ta cũng mang ơn cái người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau con của người ta lắm. Nhưng mà có cái là trong gia đình của chị ấy, thì chị lập luôn là chồng đâu vợ đó, ý là vậy đó, chị hai quan điểm vậy. Cho nên là cũng cũng dễ để mà nhận biết được có cái sự gì thay đổi thì mình cũng sẽ dễ biết lắm. Và cái sự yêu thương thật sự thì bất kỳ cái gì mình có thể linh cảm được, trời cho phụ nữ có một cái cảm giác thì đúng trực giác nó hay lắm. Đúng rồi, em cũng vậy đó. Em nói là em không biết sao nhưng mà chỉ cần em anh có cái gì đó khác á, em biết liền. Đúng rồi, em nhận ra liền luôn á, cho nên anh đừng giấu em gì hết. Đúng rồi. Hello. Sao em nhìn từ xa em thấy người anh ở không? Em thấy là anh có vẻ hồi nãy anh đang tập, anh nói em nghe. Quá tự tin đúng không? Tự nhiên hai anh em mình đang tập có một em nào cao, đúng rồi, xinh, thon, đẹp, người ngon đẹp. Vô trong chỗ. Thiệt luôn hả? Bắt anh chuyện với lại bạn này liền. Xong rồi hỏi bạn này bấm máy rồi kia sao, rồi chạy làm sao, đó. Đúng rồi. Cái này anh đang kể thiệt hay là giả bộ vậy? Anh bỏ hả? Người ta tưởng là anh chung giới, em hiểu không? Người ta hỏi, nhưng mà cuối cùng là không phải. Là tưởng chị em á, lúc đầu là hỏi dò. Tưởng hai này là kiểu mà tình chị duyên em này kia. Đang chạy cái máy ấy, lúc mà chỉ cho bạn ấy, bạn nhìn thấy móng tay là bạn hiểu chuyện luôn rồi. Thế là đi bộ này cũng khá mệt chứ, đúng không? Đó, chờ anh chút. Đây này. Đây là cái độ dốc em chỉnh rồi. Còn đây là tốc độ em tăng dần. Đó. Em chỉnh sao cái tốc độ em cảm thấy em đủ vừa với sức em. Ai à, em ấn chữ Google á. Ấn cái chữ màu xanh biểu tượng đấy, đúng rồi. Ok. À. Ờ, anh mới tập hôm nay. Xong rồi hỏi chuyện. Anh nói, wow, người em đẹp quá. À, em làm gì? Bạn nói tiếp viên hàng không. Ai hỏi? Anh hỏi. Anh nói hả, là em muốn tập gì? Nếu mà muốn tập cơ bụng thì qua bạn Phúc. Còn mà muốn tập người tay to rồi kia thì gặp anh. Cái bạn nói, trời ơi, người em đẹp gì? Nó đẹp hơn vợ anh nhiều. Tại vì vợ anh không chịu tập như vậy. Ủa sao anh bán em một cái bèo thế vậy? Bán gì cho người ta biết là mình sơ móng tay mà mình có vợ. Xong rồi anh chuyển bát sang bạn này liền, đúng không? Anh là toàn đổ sang em thôi. Nhưng mà mình sang sang anh chỉ cho cách tập thôi, anh không có tập trung. Nếu mà cầm vô gặp bụng vậy nè, em cầm bụng em lên vậy nè. Em cầm vô cái bụng em phải gồng lên. Ấy. Em muốn nói. Anh này em đã không muốn nói rồi, anh cứ nói ra. Bây giờ vậy ta. Cho người ta không ai một lần chứ. Bữa trưa đâu có ăn hùm ăn hổ gì đâu vậy ta. Tối nay về chết phải không em? Mình thuộc tiếp người phụ nữ rất là ghê gớm á em. Ghê gớm á. Mình đó, mình tính là ví dụ như là hai ổng mà đi đánh lẹ cái là mình phải đánh dấu liền. mình đi một bước trước đi. Yên tâm rồi. Quá khi dễ anh em mình. Em yên tâm đi, những người mà có vợ rồi á, rất đàng hoàng. Chỉ nhìn thôi. Thôi bây giờ đừng nói gì hết á, mình tập xong rồi mình lên tắm đi rồi mình đi ăn đi. Sau khi mà em làm nail xong là em có vui không? Tố sơn. Vậy mà nói sơn móng tay, móng chân này kia. Khoan. Anh nói em nghe nè. Trước khi mà em vô á, anh có món quà này đặc biệt cho em. Ok không? Nhưng mà đặc biệt á thì bịt mắt lại. Thiệt không vậy trời? Thiệt, bịt mắt lại. Cái áo này, cái áo gì? Cái áo sạch. Áo này là áo khoác mặc hồi nãy thôi. Thấy cái này có vẻ là nó sao á.
Rồi đây. Thôi nha. Đây. Đây nè. Giờ đi tập bài tập quăng luôn bậy bạ cho người em. Không có. Đi đi. Ủa ba chơi gì vậy? Không có gì đó, em cởi dép ra đi càng tốt. Ba nha. Ba em không có chơi mấy cái con nữa đâu. Em đi. Đó. Không có. Đừng có lì nha ba, em không chơi đâu. Nè, từ từ đạp một cái chân vô. Nè. Đạp một cái chân vô trong. Không có sao hết á. Ba. Em giống như là tạo bất ngờ cái em sợ sợ. Chưa. Bình thường không có gì hết á. Dạ chưa? Sẵn sàng chưa? Một, hai, ba. Ba bắt người ta làm lại hả? Anh làm á. Thôi em lại anh không có đâu, trời ơi, đó. Anh làm. Anh làm đó. Trời ơi, thấy chưa, anh ít có ác quá, anh bắt người ta phải dọn phòng lại này kia. Lúc hồi nãy em làm neo anh tập tạ xong là anh đến làm, xong anh xuống anh đợi em. Nhân viên chỉ anh vậy đó hả? Đúng. Em cũng thấy con này hơi xấu xấu quá, anh thành con này là của bạn nhân viên, còn con này là của anh. Em không tin em hỏi anh quay phim đi. Em thấy con này nè, con này chắc là anh làm nè. Rồi bây giờ xong chưa? Anh chỉ cho em được không? Anh chỉ cho em làm được không? Đáng nữa anh kêu bạn chỉ em. Em quên rồi. Rồi bây giờ sao, em muốn ngồi nó chụp hình nè cho. Màu tím thủy chung, tím mộng mơ luôn. Đúng là mới cưới ha. Cưới ghế này kia. Quá dữ. Lâu rồi, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng sinh nhật. Nghe nói sắp tới là sinh nhật của anh Nghiệp. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này ngon. Nó uống rất thoải mái. Anh có thể cùng uống với nhau thì thôi. Vậy là em rất cột đúng không? Em hay đi uống với lại ba vợ đúng không? Kiểu giống như là style ông già anh. Là ăn uống gì bữa cơm á là cứ một chai bia, lon bia. Trời như ông già lắm luôn á, giống như là không uống nhiều, một lon thôi. Thì vậy là tốt tiêu hóa đúng không em? Nhưng miễn sao không lấy xe. Bây giờ nó bị tốt quá thế nên em phải đang tạm dừng. Heo nữa chị, mình nó heo nữa. Hôm nay, nói chung là hôm nay là một cái ngày mà tụi mình cũng mới gặp nhau thôi, nhưng mà cảm thấy rất là vui và có vẻ rất là hợp hả? Hợp quá rồi nè. Cũng rất là vui khi mà giống như là hai em cho anh chị được trẻ lại chút xíu anh ha. Anh lúc nào không trẻ em? Chị, trời ơi, chị nói câu nào rồi là anh thay lại. Chị đâu có nói già đâu, chị nói là cho trẻ lại, tức là trẻ hơn nữa đó. Trẻ hơn cái mình đang trẻ đó mà. Đâu có thiếu điều đó mà em lâu lâu mới thành 30. Đó, tuổi tác đấy là việc của tuổi tác. Ừ. Chưa bao giờ anh nghĩ là anh già cả. Ừ. Anh chẳng bao giờ anh nghĩ là em già. Thì mình nghĩ vậy thì tinh thần mình nó sẽ thoải mái. Đúng. Đúng rồi. Con người của mình lúc nào cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng đấy. Mà cháu bao giờ mình nghĩ là mình già đi. Chẳng gì. Quá dữ. Chồng em năng lượng tích cực đó chị. Mà em không tích cực thì em không có sức để chịu những trận đòn roi của em. Cái chiều. Nói chung là hy vọng mà lần sau mà mình gặp lại là hai người này có tin vui anh ha. Ừ. Đâu biết đâu được, sau đêm nay về tự nhiên báo chị Mai ơi. Sao mà em sợ là em chưa kịp báo chị báo em mơ đứa thứ ba rồi. Đôi khi anh thấy cuộc sống vậy thôi là đủ. Cuộc sống sao là đủ? Có nghĩa là mình lúc nào cũng chung với nhau, vui cùng với nhau, chỉ có thiếu hai đứa nhỏ thôi. Nhưng nếu mà bây giờ mà không có hai đứa nhỏ nha, thì em thấy làm sao? Em thấy cũng không có gì vui nhiều. Phải có nó mới vui. Vậy nếu mà có thêm đứa nữa thì sao? Từ từ, chưa vui. Hai chưa vui không? Cái gì thế? Thử tiếng ồn, thử độ vang.
cũng dịu, cũng không ngờ là chồng mình còn bất bình mình nhiều tới vậy. Là bất bình những cái từ xưa giờ chồng vẫn chấp nhận là bất bình vậy thôi, nhưng vẫn phải chịu chứ làm sao. Vẫn chấp nhận tiếp luôn á. Mà đôi khi là nó cũng phải tiết chế lại một tí. Thì em sẽ bớt chút xíu. Xíu. Nhưng mà chồng sẽ cố gắng chồng sửa cái gì chồng sai cũng có chồng sửa. Mỗi lần mà em sai á là anh lấy nguyên một cọc thì đập cái mặt em. Là đầu tiên đi trăng mật mà đi cùng với một cặp đôi nữa, cảm giác nó cũng hay hay ha. Có thêm đôi bạn khá là tương đồng đấy, bù trừ giống mình đấy. Anh Nghiệp thì giống em, còn chị Mai thì giống anh, cam chịu đấy. Hay quá. Nhưng mà thật ra là học hỏi được nhiều ở chỗ anh Nghiệp, chị Mai đúng không? Có nhiều cái kiến thức sống, nhiều cái quan điểm sống tốt. Với lại là học hỏi được cái kinh nghiệm sau này có con mình sẽ như thế nào, mình dạy chồng mình đó. Gần mặt từ sớm thế. Nhưng mà em phải đổi thì anh cũng phải sửa đổi đi. Có chắc chắn. Anh có biết anh sai gì không? Anh sai nhiều á. Nhé. Đi lên cầu. Đi chỗ này cho sáng sủa vậy. Đấy, chỗ này cũng sáng rồi. Thôi mình lại vòng sủa. Thích ha. Người đẹp ghê. Tâm đủ 10 cái là được đôi giày đúng không? Đúng. Ghê quá. Dạ. Kiểu lãng mạn lắm luôn. Chào em. Chào anh. Này, cái này để làm gì vậy anh? Không kêu em. Chồng em gọi em nãy giờ nè. Để em gọi hỏi lại coi. Hello. Hello. Gì đó? Mở cửa ra nhận đồ đi em. Em nhận rồi. Có cái gì không? Đi sang phòng 1415 đi. Có gì cho em hả? Ừ. Đi qua đi. 1415. Ừ. Em đang đi với nhà. Ừ. Hôm nay đóng vai hoàng tử hay là công chúa? Có tới phòng chưa? Chồng mình đâu rồi? Thấy gì chưa? Em chỉ thấy một tấm hình em xinh đẹp ngày còn trẻ. Xem nha. Nhạc nền hay không? Cũng bình thường. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa? Để chồng đoán nhá. Nhìn thấy cái clip này của chồng thì chắc là bây giờ vợ đang bĩu môi, xong rồi mắt liếc liếc, rồi sẽ nói một câu ví dụ như là cũng bình thường, cái kiểu đấy đúng không? Vợ chồng mình yêu nhau cũng đã được 5 năm rồi đúng không? Kể từ dấu mốc lịch sử là từ ngày 20 tháng 7 năm 2015. Đó là cái ngày đầu tiên mà vợ chồng mình chính thức gặp nhau, chính thức làm việc với nhau trong một cái job quảng cáo. Đúng là job quảng cáo định mệnh đúng không? Vợ làm cô dâu, còn chồng thì làm chú rể. Thì đúng là không ai biết trước được chữ ngờ đúng không? Đúng định mệnh hết.
20 tháng 7 năm 2015 và hai vợ chồng mình đã có 3 năm yêu nhau cho đến năm 2018 thì chúng mình đã chính thức về chung một nhà. Nhưng mà chồng thì chồng vẫn nhớ cái thời gian mà lúc đầu mới yêu nhau ấy thì lúc mới hẹn hò thì chồng có chẳng may bỏ bom vợ 3 lần. Hẹn vợ 3 lần mà cancel cả 3 lần thì thấy cũng áy náy. Sau thì đến bây giờ lâu lâu thì thấy vợ mình cũng hay nhắc lại cái chuyện cũ là tại sao anh yêu em mà anh chưa tỏ tình với em lần nào, đúng không? Vậy thì bây giờ vợ đi ra ngoài ban công nha, ở đó sẽ có điều bất ngờ chờ đó. Đi ra ngoài ban công đi. Đi ra ngoài cửa sổ đi. Này, bên này hả? Đâu rồi? Nhìn thấy chưa? Nhìn số bể bơi, nhìn thấy gì chưa? Thấy hoa. Có cầu gần ở chỗ hoa không? Thế thì phải xuống dưới bể bơi đi mới biết được. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, mình lại cùng chung lối đi. Không phải là cầu hôn, mà là tỏ tình. Làm người yêu anh nhé. Được không? Để em suy nghĩ. Ủa đâu dễ dàng tới vậy? Ủa tại sao cưới rồi 5 năm rồi mà mới cầu hôn vậy ta? Thì lỗi của chồng mà. Cho chồng xin lỗi. Thì cũng tha lỗi. Đồng ý yêu chồng nhé. Em đồng ý. Ai mập? Nào, thấy món quà của chồng được không? Đúng chứ. Mập thì ăn dâu là đúng rồi. Có sô-cô-la luôn nè. Hiểu ý vợ tới như vậy. Đấy, cho nên là từ giờ trở đi là thôi khỏi phải than phiền với chồng nữa nhé. Đúng không? Không phù không? Đầu tư thế. Không chịu sao? Có chỉ đường dẫn lối đàng hoàng đúng không? Mép cảm động. Mép cảm động, không sao. Có cảm xúc là được. Cũng sướng sướng. Gì vậy ba? Ngọc Mai Hỷ. Cái gì vậy bà ba? Bà đi đâu vậy? Bây giờ em có thể nào em xuống dưới khách sạn từng L lobby rồi ra thẳng hồ bơi giùm anh được không? Cái gì tự nhiên bắt em đi xuống dưới ra hồ bơi làm gì trời? Anh lên đây nè, anh lên đây ngồi nè, thoải mái hơn nè. Anh có một điều làm rất là bất ngờ cho em vào sáng hôm nay. Thôi em không có bơi đâu, mệt lắm, không có xuống bơi à. Không có bơi, bây giờ em mặc đồ đẹp đi. À là hay lầy lắm. Không có lầy, thiệt. Lần này, lần này không có show, không có ai chơi dơ gì hết á. Ba, ba làm gì vậy ba? Hả? Qua đây. Đó, vô. Cưỡi bò ba nha ta. Thì ba làm gì vậy ta? Mà anh bắt mấy bạn ở khách sạn chuẩn bị cho anh cái gì anh vậy? Anh làm. Không. Sao em lúc làm nào cũng nghĩ là đồ của mấy bạn làm. Sao mà anh làm được? Rất là tuyệt vời không? Được không?
trước khi ngồi mình chụp hình tắm đi lát nữa. Khó hiểu quá vậy ba. Vì ba muốn tập. Em ngồi ở đây nè, đó. Em ngồi lên đùi anh đi cho nó lãng mạn chứ. Ngồi nhẹ đó nha, gãy đùi luôn á. Ok, đó. Rồi. Là vụ gì ba? Em biết này là cái gì không? Dạ không. Có phải là năm nào là sinh nhật của anh là em cũng đều làm hết cho anh không? Cho nên từ từ để anh nói hết đã. Tự mình tổ chức sinh nhật cho mình xong tự bắt người ta tới. Cái này đáng lẽ là anh định làm với em thôi, nhưng mà còn hai bạn kia nữa. Một lát nữa anh sẽ mời hai bạn kia tới. Nhưng mà anh không muốn làm điều này cho hai bạn kia thấy. Mất công lát anh bị quê. Anh là anh đã chuẩn bị sẵn cái món quà này cho em. Ủa sinh nhật của anh mà chuẩn bị quà cho em lần sau? Tại vì anh thấy là đó giờ anh chưa có tặng nghe em gì hết á. Cho nên nó là tự biết luôn hả bà? Nè anh mở cho em coi nè. Em đừng có bất ngờ nha. Đừng có... Không mà tự nhiên sao mà tặng quà, anh có mua đồ gì? Không có mua đồ gì hết á, chẳng qua là anh thích vậy thôi. 2, 3. Cái gì vậy ba? Là hai cái đồng hồ voucher của mình. Để mình có thể nhận được hai cái đồng hồ này. Cho nên là mình phải... Nè em đeo chứ đi. Anh ít em cầm hài thôi. Em cầm chơi thôi, em khỏi cần đeo. Đây là quà của anh đó hả? Khi mà mình cầm cái đồng hồ này, yeah. Mình ra tiệm, mình trả tiền là người ta sẽ đưa mình hai cái đồng hồ này, em biết không? Là ai trả tiền anh? Thì em chứ ai. Em giữ tiền hết, không lẽ anh còn giữ tiền đâu. Em hứa với anh mấy năm rồi, biết không? Hứa gì ta? Hứa là anh thích cái gì em tặng anh cái đó. Anh nói là anh rất là thích cái đồng hồ mà hơi mắc tiền tí xíu, mà anh không bao giờ anh được cầm tiền hết á, mà nhiều khi diễn về rất là nhiều tiền em cũng bỏ túi rồi, đúng không? Xong rồi em chẳng bao giờ mà em mua cho anh cái đồng hồ đó. Mua cho anh cái chứ đi, tại vì lâu lắm rồi sinh nhật anh chưa có cái đồng hồ nào hết đó. Nha nha, cảm ơn em nha. Em cảm thấy rồi cảm ơn em nhiều nha. Rất là bất ngờ. Chuẩn bị một buổi một cái màn tiệc này kia có vẻ lãng mạn. Có vẻ và cho là... em một quả sao quả tạ rất đầy đủ. Quả sao quả tạ gì? Nói gì thì anh cứ tỉ te, anh nói anh làm gì mà anh bôi bát em quá vậy? Anh thấy nó đẹp không? Ô, oh, thấy chưa? Em thấy chưa? Dấu. Không có dấu vậy rồi. Anh ơi. Nay xong mọi người sao tụi em làm anh bất ngờ mà hơn là anh làm cho vợ anh bất ngờ nữa là sao vậy? Ủa chị ơi là được phạt rồi hả? Không. Sao chị không hiểu? Cái này nè. Cái này ngày sinh nhật mà tự nhiên happy birthday rồi đủ thứ chuyện. Cái này là anh làm tôi rối quá vợ. Cái này là anh hoàn toàn không biết. Thôi cảm ơn em. Ok anh. Cảm ơn em. Thôi anh, nhân dịp sinh nhật anh Nghiệp thì vợ chồng em cũng chúc anh sang một tuổi mới là mọi điều may mắn, có thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt là vợ chồng anh chị sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Và có cái đồng hồ nữa. Ê, anh không có đánh con. Đúng rồi. Cảm ơn tụi em rất là nhiều nha. Thật sự là cái chuyến đi này vừa có bạn mới nè, vừa có một cái khoảnh khắc rất là thú vị và chơi cùng với tụi em để hiểu nhau hơn. Biết đâu đó mình chơi đường xa nữa, đường dài nữa, đúng không? Còn đợt này như vậy đối với anh là quá hạnh phúc rồi. Anh không còn điều gì muốn hơn, anh chỉ có muốn cái đồng hồ từ vợ anh thôi. Chứ không có muốn gì hết á. Chơi này là chị cảm thấy rất vui khi được biết thêm hai vợ chồng rất là dễ thương. Nhưng mà chị quá đau lòng rồi, bởi vì sau đó chị bị bỏm hôn. Chị ơi chị. Bây giờ hôm nay chúc mừng sinh nhật nha, không có chúc mừng năm mới sớm. Rồi, 2, 3, vô. Happy birthday. Nhìn cho mất nhau. Được.